Xin chào các bạn đã kính chào quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Du Lịch Khu. Hello, xin kính chào cô chú quý anh chị đã đến với chuỗi video tiếp theo của Ngô Đình Khuôn. Hôm nay thì Khuôn sẽ giải quyết một cái câu hỏi mà nhiều cô chú anh chị mà chuẩn bị xây nhà lần đầu á là hay hỏi, là nếu như mà mình ký hợp đồng xây dựng nhà chọn gói rồi và mình giao hết cái công trình căn nhà của mình cho một cái nhà thầu, vậy thì mình có nên thuê thêm giám sát nữa hay không? Thì cái câu hỏi này nó cũng tùy trường hợp. Nếu như mà cô chú quý anh chị có một cái khoảng thời gian mình trống hàng ngày á, thì mình có thể là mình tới lui, mình tự giám sát cho cái căn nhà của mình luôn. Nhưng mà mình cũng phải nắm được một số cái kiến thức liên quan tới vấn đề nghiệm thu và liên quan tới những cái vấn đề chất lượng sản phẩm ở ngoài công trình. Thì lúc đó mình sẽ ra mình nghiệm thu, mình dòm ngó và mình yêu cầu đơn vị thi công, họ có thể thi công theo cái những cái ý của cô chú quý anh chị. Còn nếu như mà cô chú quý anh chị mà mong muốn là giao gửi gắm hết cho họ luôn thì vẫn được. Nếu như họ là đánh giá về cái vấn đề an toàn, chất lượng, độ uy tín cao, mình có thể mình giao hết cho họ để họ tự xử lý, thì cái điều đó là một cái điều tuyệt vời. Và những cái nhà thầu mà uy tín tử tế thì có thể làm được cho cô chú quý anh chị luôn. Nhưng mà nó có một số cái trường hợp vướng nhiều cái. Thì ba cái lý do, ba cái vấn đề mà Khuôn chuẩn bị chia sẻ với cô chú và quý anh chị để cho cô chú quý anh chị hiểu được là có nên thuê giám sát hay không. Năm 2020 đó, là lúc đó là Khuôn vẫn còn làm cho một cái công ty ông anh cũ. Lúc đó là mình là vai trò mình chỉ huy trưởng cho toàn bộ một cái công trình đó luôn. Và ở Khuôn thì cũng lan tỏa cái sự tử tế, làm rất là uy tín và muốn tốt cho chủ nhà và cho công ty được ok để chủ nhà gia chủ có thể là giới thiệu kèo. Thì lúc đó mình mang cái tâm thế đó đó, cho nên là mình đi thi công mình rất là tự tin và mình mong muốn những cái điều mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho gia chủ. Nhưng mà lần đó tự nhiên cái khi mà bắt đầu vô để mà mình triển khai cái team cọc á, lúc đó thì chủ nhà là thuê một cái đơn vị riêng ở ngoài để mà làm cọc phân nhòi. Tại vì khi đó ký hợp đồng phần thô thì mình chỉ làm bắt đầu từ cái đài móng lên thôi, cho nên phần cọc là gia chủ tự kêu. Thì lúc đó đi vào mình cũng đo đạc, mình cũng làm nhiều rồi, cho nên là lại đó mình chỉ làm giùm, gọi là trong cái gói mà thi công thô á, là mình phải hỗ trợ cái phần kỹ thuật định vị tiêm chụp kết hợp với những cái anh em ở địa phương địa chính á, để họ lại họ cho những cái tiêm chụp cái ranh móc á, là trước sau bốn góc và cái lộ giới xây dựng. Sau đó thì Khuôn và anh em kỹ thuật sẽ triển khai ra những cái tiêm chụp để mình định hình được, coi xác định coi là cái tiêm cọc nó nằm ở đâu. Thì tự nhiên cái con ông ở trên cầm cái bản vẽ la xuống: em có xác định kỹ chưa, em có làm sai không, em đang coi bản vẽ nào đó. Ông đó, mình thì mình đang cầm cái bản vẽ thi công và bám vô cái bản vẽ thi công đó mà mình làm. Còn ổng thì ổng coi bản vẽ xin phép, nó có thay đổi một chút mà ổng chưa biết. Ổng la mình cái kiểu đó, mà mình thì biết gia chủ rồi, biết chủ nhà, biết cô chú chủ nhà rồi, sao có ông, không lẽ là con ổng hay là gì ta, đứng la mình hết hồn chứ. Khuôn, bản thân Khuôn thì cũng có một chút tự ái, sao tự nhiên mình đang làm ngon lành, anh em vui vẻ, tự nhiên cái con ông ở đâu ở trên mình mấy. Thì lúc mà khoan nhồi thì cô chú anh chị cũng biết rồi, nó cũng sình bùng không à, lúc đó thì nó cũng không phải là cái mặt bằng nó sạch sẽ gì. Mà tự nhiên ở trên con ông quát xuống, ông nói là mình làm sai rồi, đo kỹ chưa, thấy là lệch nhiều lắm rồi đó. Thì mình mới lúc đó mình mới không biết làm sao, nó cũng hơi ấm ức. Mình mới lên mình hỏi giải trình thì mới phát hiện ra là cô chú mới giới thiệu, cô chú chủ nhà mới giới thiệu với Khuôn là đó là ông giám sát cho cái công trình. Thì lúc đó đang cái cảm giác mà mình đang như Khuôn mới vừa chia sẻ đó, là mình cũng mang cái tâm thế là mình làm công việc nó tốt nhất cho chủ nhà, mà tự nhiên cái chủ nhà lại thuê thêm giám sát, là mình cảm giác giống như là mình bị mất đi cái lòng tin, cái niềm tin của chủ nhà cho mình. Thì khúc đó thì Khuôn có cái suy nghĩ đó bồn chồn trong đầu. Nhưng mà sau khi mà làm xong cái công trình đó rồi đó, thì Khuôn lại thấy là công trình đó là công trình của Khuôn làm nó chất lượng nhất so với tất cả những cái công trình trước đó Khuôn đã làm.
Đó, nói tới đây thì chắc cô chú anh chị cũng hiểu được là có nên thuê giám sát hay không rồi ha. Thì ba cái lý do mà mình, ba cái lý do này là Phương thấy là nó phù hợp và nó cũng đúng. Tức là mình cứ suy nghĩ là mình thi công, dịch vụ thi công chọn gói rồi là tất tần tật mọi thứ là mình lo hết. Nhưng mà cô chú quý anh chị, Khuôn cũng chia sẻ thật luôn là đúng là Khuôn có chia sẻ về những cái kiến thức chuyên môn và cũng có những cái ba game quy trình thi công bài bản. Nhưng mà trong cái quá trình thi công thì nó có rất là nhiều cái hạng mục khác nhau, rất là nhiều chủng loại vật tư và mình phải lựa chọn, thì không thể nào một người mà có thể làm hết. Mình phải cần rất là nhiều yếu tố về lao động trực tiếp, lao động gián tiếp, anh em công nhân, thợ cai, tổ đội, những cái anh em vật tư hoàn thiện và anh em kỹ thuật, anh em công trình, thủ kho, rất là nhiều người cùng nhau để phối hợp thực hiện cho mỗi công trình đó. Và con người thì mình khi mà mình đã có một cái quy trình bài bản rồi thì chắc chắn là giai đoạn 1, sau đó là tới giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì những cái người mà người ta làm tốt, Khuôn đang nói về con người đó, những cái anh em mà lao động trực tiếp, có thể là thợ cực kỳ tốt, khoảng 6 ông, sẽ có 2 ông là làm không được tốt. Câu chuyện đó là bình thường ở ngoài công trình, Khuôn chia sẻ thật luôn là vậy. Tức là nếu như mình cầm 8 người đi làm một cái công trình, hoặc là 10 người, 12 người, thậm chí là 20 người, thì đâu đó bàn tay nó cũng có ngón ngắn ngón dài mà, đúng không cô chú anh chị? Cho nên là có người này người kia nó rất là nhiều. Vậy thì mình làm á, thì mình làm theo cái quy trình là mình khoán đội, khoán nhân công và mình sẽ làm việc trực tiếp với kỹ thuật của đội khoán đó. Thì với bạn, vai trò của cái bạn mà kỹ thuật đội khoán thì bạn cũng có thể là bạn làm rất tốt, trách nhiệm của bạn rất cao. Mình vai trò mình là giám sát luôn và mình điều phối vật tư cho đơn vị tổ đội đó. Nhưng mà cái câu chuyện nó nằm ở cái vấn đề là anh em thợ thầy trực tiếp thì sẽ có người này người kia. Và trong quá trình làm thì nhiều khi nó mệt mỏi, hoặc là vấn đề chăm sóc của nhà thầu, thầu phụ không tốt, để cho anh em phiền hà và nhắc nhở thì anh em sẽ có người thì làm rất tốt, còn có người thì không thực hiện theo. Đó là một cái nguyên nhân đầu tiên Khuôn nói về cái vấn đề là an toàn lao động. Anh em có người thì họ rất là tuân thủ về vấn đề an toàn lao động, nhưng mà có nhiều người là cái cổng dây đeo để khi mà leo trèo dây an toàn đó họ không đeo, hoặc là họ đi ra những cái nơi mà nguy hiểm á, thì dàn giáo rồi đó, thì họ lại có cái cảm giác là họ muốn chống chải thoải mái như vậy đó, họ làm mới được đó. Thì nhà thầu có trách nhiệm là nhắc nhở và luôn luôn treo cái bảng an toàn là trên hết, nhưng mà những anh em thợ thầy họ sẽ có những cái suy nghĩ đó. Thì cái vai trò của cái người giám sát đại diện chủ nhà có thể ở đó thông báo lại cho chủ đầu tư, thậm chí là nhắc nhở anh em nhà thầu, nhắc nhở anh em thầu phụ, nhắc nhở luôn những anh em mà gây ra cái tình trạng là mất cái an toàn đó. Đó thì cái vai trò giám sát nó rất là quan trọng, có thể là đại diện cho chủ nhà để giám sát về vấn đề an toàn lao động tại cái công trình đang thi công. Nếu như mà cô chú quý anh chị có thời gian và đi lại thì cũng có thể là, nhưng mà ít, tại vì trong quá trình thi công thì nó rất là nhiều, cho nên là anh em mà giám sát 24/24 thì họ sẽ nhắc nhở cái chuyện đó. Và đối với những cái nhà thầu mà có uy tín và có quy trình bài bản rồi á thì họ sẽ nhắc nhở luôn vấn đề đó. Nhưng mà nhắc 9 người thì cũng có một người, ít nhất cũng phải có thêm một cái người giám sát nữa để nhắc nhở mình, cái kiểu giống như là à, nhà thầu này cũng quen với tao rồi, cũng làm đó giờ rồi, cho nên là nhắc một hai câu không sao, làm xong cái này rồi thôi. Nhưng có giám sát ở đó, nếu như mà không làm để cho giám sát phát hiện được phạt 500.000 thì họ lại sợ, họ lại làm. Nó cũng là một cái quay trò, nó gọi là mình hù nhưng mà anh em sợ. Nó cũng là một cái trong cái quy trình để làm, thì có giám sát nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Cô chú anh chị cũng yên tâm về cái mặt là an toàn lao động. Và cái lý do thứ hai đó chính là về cái vấn đề chất lượng thi công. Như Khuôn nói, sẽ có người này người kia, anh em kỹ thuật lao động gián tiếp trực tiếp rất là nhiều người bố trí trong một cái công trình. Vậy thì cái sản phẩm công trình làm ra, Khuôn chắc luôn là nó chỉ đạt 85-90%, không thể nào là hoàn hảo và hoàn mỹ được. Và đó cũng là cái lý do mà nhiều chủ nhà và nhà thầu gọi là đội khoán thuê nhân công làm,
xảy ra những cái mâu thuẫn từ đó. Tức là có thể là quen biết nhau trước đó, nhờ người này người kia giới thiệu, rồi làm cái châm chế cho qua. Chuyện đã xong rồi thì không có sửa, không có thay đổi, lỡ rồi thì làm luôn. Nếu như cô chú với anh chị là mang cái tính là thương á, thì hay là thôi, ít quá thì thôi, bỏ qua cho qua. Nhưng khi có giám sát thì khác nha cô chú với anh chị. Trong quá trình thi công, kỹ thuật, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, thậm chí là cai đội khoán thì không dám nói rồi. Là họ làm có thể là họ sẽ đảm bảo về vấn đề tiến độ, về vấn đề bám sát bản vẽ. Nhưng mà về cái độ chính xác và theo cái quy chuẩn và tiêu chuẩn á, thì nó lại đạt khoảng chừng 85%. Thì lúc đó vai trò của giám sát lại xuất hiện một lần nữa. Họ sẽ yêu cầu nhà thầu chính thay đổi theo đúng thiết kế, theo đúng cái quy chuẩn, để cho nó tốt hơn. Các anh em làm đã tốt rồi thì mình cải thiện một số cái để cho nó tốt hơn, những cái chi tiết nhỏ. Ví dụ như là khi mà mình siết tiến độ mình đổ bê tông sàn đi, thì nó có những cái giống như là kẽm, kẽm mà nó gơi gớp lúc mà mình bô sắt sàn á, nó gơi gớp ở trên sàn. Đó là cái nguyên nhân mà đặc biệt là những cái xeno á, thì lâu ngày những cái thép đó mình đổ bê tông lên nó nằm ở cái bề mặt dưới á, thì khi mà nó gặp được, nó tiếp xúc được cái không khí, nó sẽ oxy hóa, thì nó xảy ra những cái hiện tượng mà nó bị ố vàng cái xeno trần của mình á. Cho nên á, nhà thầu chính đã kỹ là phải kêu đơn vị thầu phụ vệ sinh đồ sạch sẽ hết, lụm hết tất cả các kẽm nó ra, con kê này kia đồ đầy đủ, chỉnh sửa đồ, tất cả chi tiết nhỏ. Nếu như mà được một cái đơn vị gọi là một cái người giám sát ở công trình đó, thì bản thân nhà thầu đã tốt, sẽ tốt hơn rất nhiều, sẽ tập trung vào những cái chi tiết đó để mình làm cho cái chất lượng công trình nó ok hơn. Còn nếu như cô chú quý anh chị mà có thời gian để mà tới để nghiệm thu, để trước khi đổ bê tông và nhắc nhở những cái vấn đề đó, Khuôn cũng hay chia sẻ những cái video short về cái kinh nghiệm mà để mình thi công đó, thì đó là cũng, nếu như mà cô chú quý anh chị đã nắm được những cái ý đó rồi, thì mình có thể là mình yêu cầu nhà thầu làm cho thiệt kỹ vấn đề đó. Còn nếu như mình không có thời gian thì bạn giám sát, người giám sát sẽ có vai trò là nhắc nhở, và đặc biệt là nghiệm thu những cái hạng mục. Thì trong cái hợp đồng thi công trọn gói, có thể là nó sẽ có những cái đầu mục về tạm ứng theo cái khối lượng sau khi đổ bê tông và tiến độ thi công bám vào cái khối lượng công trình của mình thực hiện. Thì cái vai trò của người giám sát có thể là thông báo lại với chủ đầu tư là đã hoàn thành xong hạng mục đó rồi, tất cả những hạng mục đều ok, chuẩn bị cho công tác đổ bê tông hoặc là chuẩn bị cho những cái công tác tiếp theo đó. Thì có thể có những cái vấn đề nó nằm ở là khó khăn, có thể là nó vướng cái gì đó, và cô chú quý anh chị là mình cũng mới xây nhà lần đầu, không có nắm được những cái khó khăn đó, có thể là yếu tố khách quan, có thể là yếu tố chủ quan của nhà thầu. Nó thì cái bạn giám sát có chuyên môn tốt thì có thể là nắm bắt được những cái vấn đề đó và đưa ra cái hướng giải quyết. Thậm chí là tư vấn, thì là góc độ tư vấn giám sát là trước khi giám sát một cái hạng mục nào đó, thì cái bạn giám sát đó sẽ tư vấn cho nhà thầu những cái vấn đề để bàn bạc xem là thực hiện công việc tiếp theo nó có những thuận lợi khó khăn gì, và anh em sẽ cùng ngồi lại để giải quyết, chủ nhà rất khỏe luôn, đúng không cô chú anh chị? Còn nếu như nhà thầu sẽ đưa ra những cái vấn đề mà Khuôn, ví dụ như là thời tiết chiều nay là nó mưa, hoặc là ngay vị trí đó là mình không đổ được bê tông vào ban ngày, mình đổ vào ban đêm, thì chất lượng bê tông nó có tốt không, và khi mà đổ bê tông mà gặp phải trời mưa thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Đó là những cái câu chuyện mà nhà thầu kinh nghiệm thì sẽ giải quyết được hết, nhưng mà có cái người tư vấn ở đó sẽ giải quyết được. Và sai số trong công trình là nó có, thì bao nhiêu phần trăm là đạt được cái chất lượng và bao nhiêu phần trăm là mình không thể nào chấp nhận được và mình phải thay đổi. Đó là cái vai trò của người giám sát. Rồi tới về cái chất lượng vật tư khi mà vào công trình, thì cô chú quý anh chị cũng đâu có ở đó xuyên suốt đâu, thì cái người giám sát sẽ có vai trò là kiểm soát những cái vật tư đầu vào, nó phải đúng cam kết theo cái hợp đồng, đúng trong cái bản vẽ. Khi mà vật tư hoàn thiện thì bám vào cái bản vẽ chi tiết, những cái danh mục, những cái đầu danh mục sản phẩm gạch xài gạch loại gì, loại nào, bao nhiêu khối lượng là bao nhiêu, để cho cô chú quý anh chị có thể mua về để làm.
thực hiện cho nó đúng theo cái bản vẽ, và cùng với giám sát để có thể là ngồi lại để tính toán khối lượng của tất cả những cái hạng mục phần hoàn thiện. Để cô chú, nếu như mà quay trò của Khuôn nói về câu chuyện hồi nãy là làm thô thì cái phần hoàn thiện là cô chú anh chị phải mua, còn nếu như mà làm trọn gói thì cũng phải đưa vào những cái dòng sản phẩm theo đúng như cam kết, đúng với thiết kế, thì đơn vị giám sát sẽ am hiểu nhiều hơn và sẽ duyệt những cái hồ sơ, những cái sản phẩm đó, những cái sản phẩm mẫu, những cái mã màu, cái cách phối màu theo cái thiết kế đó. Thì cái người giám sát có cái vai trò đó để đảm bảo được cái vấn đề về chất lượng thi công công trình, về đầu vật tư, và nghiệm thu được tất cả những cái công việc. Tiếp theo, sau khi mình làm hạng mục A sẽ tới hạng mục B, công tác thứ nhất sẽ tới công tác thứ hai, thì vai trò của giám sát là có thể là duyệt, và duyệt hết cái hạng mục thứ nhất rồi, duyệt hạng mục thứ hai để chuẩn bắt đầu cho công tác thứ ba, thứ tư, và kiểm soát luôn về vấn đề tiến độ thanh toán, về cái khối lượng công việc và tiến độ thi công. Đó là vai trò của giám sát. Và một cái nữa thì cái phần này nó hơi nhạy cảm, và nó cũng là một cái phần mà tiêu cực chứ không phải là tích cực mấy, nhưng mà nó tồn tại ở trong công trình. 10 căn thì có khoảng 2-3 căn. Biết đâu đó cô chú quý anh chị sẽ rơi vào cái trường hợp là phát sinh ngoài hợp đồng, phát sinh tăng, thậm chí là dẫn đến những cái tranh chấp không cần thiết về cái vấn đề hợp đồng, giữa hợp đồng và triển khai thực tế. Thì vai trò của người giám sát là ở giữa để có thể là xem coi giữa cái hợp đồng chi tiết tính toán với thực tế bên ngoài nó có phát sinh không. Nếu như có phát sinh thì cái người giám sát sẽ liệt kê ra phát sinh chỗ nào, phát sinh tăng chỗ nào, giảm chỗ nào, và sau đó yêu cầu nhà thầu tổng hợp lại để nó có được cái sự cân bằng giữa chủ nhà và nhà thầu. Tại vì khi mà tính phát sinh là cô chú quý anh chị nói thật là mình đã giao trọn gói rồi mà nói tới cái phát sinh nó đã là nhức đầu rồi. Đó, cho nên là cô chú quý anh chị khi mà nghe được tới đây á thì biết được cái vai trò quan trọng, cái tầm quan trọng của một cái người giám sát. Thì góc độ tư vấn giám sát thì khi mà sau khi mà Khuôn mà kể cái câu chuyện đó và làm xong cái công trình và thấy được cái chất lượng công trình đó là nó tốt nhất so với những cái công trình mà Khuôn đã làm trước đó. Tại vì khúc mà Khuôn làm thì nó khoảng chừng 80-85% nó đạt và chủ nhà rất là hài lòng, thì mình nghĩ như vậy nó đã quá ok. Nhưng mà khi mà có một cái đơn vị giám sát rồi nó lại càng ok hơn, chất lượng nó tốt hơn. Đó, thì cô chú quý anh chị mà đang cũng Khuôn muốn trả lời một cái câu hỏi nữa, đó chính là vậy thì mình thuê giám sát nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thì với cái mặt bằng miền Tây hoặc là ở Cần Thơ này á, mình thuê thì nó tầm đâu đó khoảng chừng 7 triệu cho tới 10 triệu một tháng. Thì họ có vai trò là họ giám sát 24/24 luôn, thay mặt của cô chú quý anh chị để lo, để có thể là kiểm soát về vấn đề an toàn lao động, kiểm soát về vấn đề chất lượng thi công của nhà thầu, kiểm soát về vấn đề vật tư mà nhà thầu đem vào, vật tư đầu vào đó, và giải quyết những cái tranh chấp mâu thuẫn, có thể là những cái chi phí phát sinh, và kiểm soát luôn những cái tiến độ thi công, tiến độ thanh toán, để làm việc giữa, để cân bằng giữa chủ nhà và nhà thầu. Thì khi mà có được một cái đơn vị giám sát đó thì cô chú quý anh chị sẽ rất là an tâm và giữ được những cái mối quan hệ bền vững. Còn cô chú quý anh chị cũng đừng có sợ tốn kém về cái chi phí đó. Cái nhà của mình có thể là nó 2 tỷ, 3 tỷ bạc, mình bỏ ra khoảng chừng 5 tháng công trình của mình, 5 tháng, 1 tháng 7 triệu thì khoảng 35-40 triệu là mình có thể thuê được một cái gói giám sát đó. Nó sẽ đánh đổi lại được cái sự yên tâm của cô chú quý anh chị rất nhiều luôn, và làm cho cái chất lượng thi công của nhà thầu nó cũng tốt hơn nữa đó. Thì và cái chi phí mà để thiết kế nó cũng vậy luôn. Đa phần thì bây giờ kể cả công ty Happy House cũng tặng cái gói chi phí thiết kế đó, nhưng mà cô chú quý anh chị cũng đừng có ngại. Tại vì Khuôn đã nói nhiều rồi, cái bản vẽ thiết kế nó giống như một cái bản vẽ kế hoạch, và nó cũng là một cái quy chuẩn để cho giám sát và nhà thầu có thể bám vào đó để thực hiện cái công việc dựa trên cái sự chấp nhận ban đầu của cô chú quý anh chị là cái bản vẽ đó ok như thế nào thì mình làm y như vậy. Thì vai trò của người giám sát họ sẽ bám vào cái bản vẽ đó để họ có thể kiểm soát được quy trình, quá trình thi công của nhà thầu theo cái quy chuẩn, tiêu chuẩn, áp dụng những cái kiến thức
đã có và cái bản vẽ mình đã thực hiện. Thì cái chi phí mà để thiết kế thì nó rơi vào khoảng 140 ngàn cho tới 150 ngàn một mét vuông thôi, là có được toàn bộ hồ sơ về xin phép, hồ sơ thi công và bản vẽ nội thất luôn. Có thể là phối cảnh, ngoại thất, nội thất đầy đủ hết. Thì Khuôn đang cho mấy anh em đưa cái giá đó. Xem những cái video của Khuôn thì được giá đó, nhưng mà những cái giá mà Khuôn niêm yết ở trên mạng á, trên website là nó là 220 ngàn một mét, 200 ngàn một mét, chứ không phải là giá 140, 150 ngàn một mét. Cô chú Vinh chị xem video này mà có muốn đăng ký để nhận được 30 phút tư vấn miễn phí thì có cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Và cái gói giám sát của Khuôn hiện tại là đang là 8 triệu cho một tháng để giám sát tất cả những cái đầu hạng mục công việc và làm việc với nhà thầu, làm việc với cô chú quý anh chị để đánh đổi được cái sự an toàn, đánh đổi được cái sự an tâm và làm cho cái chất lượng nhà thầu thi công tốt hơn. Đó là cái gói giám sát 8 triệu một tháng. Còn về cái vấn đề thiết kế cũng có ở dưới là cô chú quý anh chị để lại thông tin, thì Khuôn sẽ có hơn 1.000 mẫu nhà cho cô chú quý anh chị lựa chọn hoàn toàn miễn phí. Và khi mà đã thích được cái mẫu nhà nào đó rồi, đã được 30 phút miễn phí từ kiến trúc sư rồi, thì lúc đó mới bắt đầu tiến hành báo giá về cái vấn đề thiết kế. Thì trong cái bộ hồ sơ thiết kế nó có luôn cái khối lượng dự toán để cô chú quý anh chị có thể là nhìn được tất cả những cái khối lượng chi tiết của mình như thế nào, áp được cái giá địa phương vào, và lúc đó mình có thể là mời thầu đó. Thì khi đó mình sẽ có được cái sự đánh giá nó khách quan hơn, để mình có thể lựa chọn được một cái nhà thầu uy tín tử tế thực hiện công trình cho cô chú quý anh chị, và thuê một cái giám sát với chi phí từ 30 tới 40 triệu mà đổi lại được rất nhiều như Khuôn đã nói. Cho nên là việc có nên thuê giám sát công trình hay không, là đó là một cái câu chuyện mà cô chú quý anh chị cũng nên quyết định luôn, nên thuê sẽ tốt hơn. Nhà thầu làm đã chất lượng rồi thì bây giờ sẽ chất lượng hơn, đạt 85% rồi thì bây giờ sẽ đạt được 90-95%, thậm chí là hoàn hảo luôn. Và cái công trình đó của Khuôn là không có đi bảo hành bảo trì gì hết, bởi vì làm rất là ok, chất lượng rất tốt. Sự kết hợp giữa giám sát và Khuôn, giữa giám sát và nhà thầu, giữa chủ nhà giám sát và nhà thầu rất là thuận lợi, và công trình nó rất là ok. Và Khuôn cũng qua cái video này cũng mong muốn cô chú quý anh chị, nếu như đã xem hết video này và bạn bè có đang chuẩn bị xây nhà thì có thể là chia sẻ video này, đừng quên là để lại like, để lại comment để đánh giá về cái suy nghĩ của cô chú quý anh chị nha. Và nếu như có cần những cái dịch vụ tư vấn thiết kế, cần cái dịch vụ thi công, cần một cái người tư vấn, thì Khuôn có một cái gói 30 phút miễn phí, cô chú quý anh chị cứ vô phần mô tả và điền form, sẽ có một cái đội ngũ giúp điện thoại liên hệ với cô chú quý anh chị để đặt lịch hẹn nha. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã xem video và ủng hộ kênh Khuôn thời gian vừa qua nha. Cảm ơn cô chú quý anh chị rất nhiều.